So với nhiều đội bóng tại V-League, câu lạc bộ bóng đá Hà Nội chính là đội tập trung muộn nhất cho mùa giải 2020. Và một trong những nguyên nhân chủ yếu chính là lịch thi đấu dày đặc của câu lạc bộ tại đấu trường châu lục, cũng như chính các cầu thủ trụ cột của họ tại các đội tuyển quốc gia. Thì cũng có thể là thống kê là thi đấu rất là triền miên quanh năm. Nhưng mà đối mỗi cầu thủ như bọn em thì việc được thi đấu, tập luyện thì đó là điều mà bọn em hạnh phúc. Còn khi nào mà không được chơi bóng mà gặp những cái rủi ro thì đó mới là điều mà bọn em đáng buồn. Để giải quyết bài toán khó về thể lực cũng như công tác phục hồi, phòng tránh chấn thương, câu lạc bộ đã thử việc một chuyên gia thể lực tên Nicolas Gandini. Nhưng đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của chuyên gia bóng đá Daniel Enrique, người sẽ đóng vai trò giám đốc kỹ thuật của đội bóng. Và đây có thể xem là bước đi hướng tới tương lai, hoạch định chiến lược để vươn mình mạnh mẽ ra đấu trường châu lục. Nếu như mà đúng cái chức danh của giám đốc kỹ thuật thì người ta phải vạch định hướng cho câu lạc bộ từ xuyên suốt, từ đội 1 cho đến đội trẻ, và có những cái phác thảo, có những cái dự án lâu dài để làm sao để mình đi theo những cái nếp đấy để mình xây dựng một đội bóng. Cùng với những sự bổ sung ở thượng tầng, lực lượng cũng là câu chuyện cấp thiết không kém. Chia tay Hoàng Vũ Samson và Oseni, đội bóng đã mang về Rimario, một chân sút trẻ, giàu nhiệt huyết cũng như khả năng tạo đột biến, nhưng lại có hạn chế từ tính cách và lối chơi có phần bản năng. Câu lạc bộ có quá nhiều những cầu thủ tài năng, họ cũng rất chuyên nghiệp, và vì thế tôi cần phải thay đổi mình để phù hợp với cách chơi của họ. Và tất nhiên họ sẽ không thay đổi vì riêng tôi, đó là bóng đá. Một cầu thủ không thể tạo nên cả một đội bóng. Và khi gia nhập Hà Nội, tôi hiểu tập thể này là quan trọng nhất. Việc mất suất tham dự đấu trường châu lục có thể là một thiệt thòi cho câu lạc bộ bóng đá Hà Nội, nhưng nhìn ở khía cạnh tích cực, nó sẽ giúp các trụ cột của đội có một mùa bóng được giảm tải, được lùi lại một bước để tiến xa hơn. Và ai cũng biết kể từ mùa giải 2020, nhà vô địch V-League sẽ có quyền tham dự vòng bảng AFC Champions League.